Vâng, thoải mái. Thoải mái máy thì trả cho các bác đây. Nó cũng chẳng thoải mái đâu. Đôi 468 được có hai lô lượt này. Chắc cũng ngày hôm nay cũng hết cho các bác thôi. Bác nào có nhu cầu vẫn cứ đặt tiếp nhé. Em chỉ nhận đơn hàng máy tính trong vòng hết tuần này nữa thôi. Hôm nay là thứ hai đầu tuần rồi. Hết tuần này nữa thì chắc cũng về được 2-3 lượt này nữa là hết. Em sẽ không công nhận sau nữa đâu bác nhé. Những chiếc màn này thì đây, nó tự nghỉ mà. Khi mình không dùng thì nó sẽ tự nghỉ bao nhiêu, nó sẽ chuyển về chế độ nghỉ cho màn hình nó nghỉ đây này, màn hình nó tự nghỉ này. Thì dòng này em đã giới thiệu cho các bác hết rồi. Đây là dòng máy tính HP HP nhé, tất cả trong một. Hàng ngày các bác mua những bộ máy tính cây ấy, thì nó có kèm là một cái màn này này với một cái cây ở bên cạnh. Nhưng bây giờ cái cây đấy nó sẽ đồng bộ tất cả, nó đưa hết chip, RAM, ổ cứng, tất cả trong cái màn này hết rồi. Đây là hàng bãi của nước ngoài. Hàng này thì báo cáo các bác là hàng này thì bao tình trạng hoạt động tốt hết cho các bác. Cấu hình rất là cao nhé. Đặc biệt là màn hình khá là to luôn. Màn hình nó lên đến tận 21.5 inch. Nó bằng cái tivi ngày xưa của mình rồi. 21.5 inch. Chống chói lóa rất là tốt. Làm việc văn phòng rồi các cháu học rồi. Kể cả các bác vẽ AutoCAD. Bởi vì là con này nó lên đến cấu hình RAM 8GB rồi. RAM 8GB quá khủng rồi. RAM 8GB, ổ cứng 256GB. Chip Core i5 đầu 4 số. Chip Core i5 4 số bác nhé. Nhớ là nó có 4 số và 3 số đấy. Chip Core i5 4 số đầu 6500, được chưa? Đấy. Tất cả bao tình trạng hoạt động tốt hết đấy các bác nhé. Khi bác không sử dụng, bác chỉ cần rời ghế đi một lúc là em nó sẽ tự nghỉ. Còn nếu mà về bác có chuột hoặc có bàn phím, bác chỉ cần khoắng lên, di chuyển con chuột cái là nó sẽ nổi lên. Đấy. Thì những bộ máy như thế này để cho bác mức giá là 5 triệu 900 nghìn. 5 triệu 900. Đấy. Thì báo cáo các bác là những bộ máy này thì nó gần như là một cái laptop luôn. Bởi vì tại sao lại nói là gần như? Thì đối với cái laptop thì các bác có thể gập đem đi được. Nhưng mà có nhiều bác thì là laptop văn phòng bác để có rồi. Về nhà bác cần, rất cần những chiếc máy như này. Cái chiếc máy này các bác có thể di chuyển nhé. Nhé. Di chuyển này, lên xuống này. Bác nhớ nhé, đẩy xuống này, đấy. Lên xuống này, bác nhìn nhé. Có thể kéo lên kéo xuống được tùy theo chiều cao của từng người. Đấy. Hoặc là các cháu học sinh thấp thì bác hạ sàn thấp xuống, được chưa? Đấy, được chưa? Đấy, có thể di chuyển. À, đằng trước này thiết kế loa, tất cả chất lượng âm thanh loa rất là hay. Hai nữa là camera. Đặc biệt là các cháu học online thì camera đây đúng không? Camera đây nó có hai chế độ. Để như này, hoặc là bác là sợ bụi thì bác gạt khóa lại. Đấy. À, chế độ mic này, thu âm mic có hết này, mic trực tiếp đây luôn nhé. Mic ở đây hết. Đấy. À, sau đây em bộ này là có nhé. Gọi cái bây gọi là chiếc màn này đi. Chiếc màn này nó gọi là bộ máy tính rồi. Nó tất cả nằm trong một mà. À, có mức giá là 5 triệu 9 thì sau đây em Tuấn sẽ cho các bác xem cấu hình. Cấu hình của em nó. Về cấu hình này. À, cấu hình của em nó thì đây. Như em vừa nói đấy. Đây ạ. Ổ cứng là chip Core i5 này. 6500 đúng chưa ạ? RAM 8GB. Ổ cứng 256GB. Ok rồi. Thế sau đây em sẽ vào mạng nhé. Em sẽ test cho các bác thử một số cái lệnh. Như một con laptop chẳng hạn, ví dụ bác muốn tìm kiếm đúng không? Tìm kiếm thì xem cái mic của con này nó ok không nhé. Đây bác cái phần tìm kiếm, bác nhìn phần tìm kiếm này. Nó có chỗ mic thì bác chỉ cần kích vào đây khỏi phải gõ. Nhé. Liên khúc nhạc không lời phòng trà. Đấy, nó ra hết chưa bác? Tự bác chỉ cần đọc như thế là nó đã tự ra hết cho các bác rồi. Bác thấy chưa? Đấy, đây chưa? Có hết chưa? Đấy, có nhìn chưa? Đấy. Không thiếu cái gì luôn. Đấy. Karaoke nhạc đỏ. Đó, ra karaoke nhạc đỏ luôn. Đấy, nước có nhìn chưa? Không thiếu bài gì đúng không ạ? Đấy, này. Ví dụ như này. Video nhạc sàn remix. Bác kích rồi. Đấy, nhạc sàn remix ra tất. Không thiếu gì. Có nghĩa là các bác không cần gõ, bác chỉ cần kích vào cái mic này là đã tự thu âm rồi, nó chọn cho bác rất là nhanh rồi. Rất là nhanh. Nhé. Lệnh nó rất nhanh, nó nhanh lệnh như một cái gì nhỉ? Nó như một con điện thoại các bác rồi. Được chưa? Bác nhớ nhé. Này, kích vào cái mic này này. Nhé. Này, kích vào mic nhé. Em gõ này.
video hài hay nhất. Đấy, hài hay nhất ra luôn. Đấy, có thấy chưa? Mình không cần phải gõ. Đấy, lệnh bắt rất là tốt. Thì ngoài ra những cái tính năng, những cái này là những cái tính năng là do các bác biết dùng, các bác sẽ dùng rất là nhanh. Hai là loa con này rất là hay nhé, loa con này cực kỳ hay. Đợi một chút để em xem cái dòng nhạc nào nó không bản quyền đã, xong em sẽ test cho các bác nhé.